Tại sao đom đóm phát sáng được? Bạn đã từng thấy những đàn đom đóm phát sáng ở ven sông hoặc trên đồng ruộng vào những đêm hè chưa? Từng đàn đom đóm phát sáng lập lòe, trông thật kỳ lạ phải không? Hầu hết loài đom đóm đều phát sáng. Cơ quan phát ra ánh sáng của đom đóm nằm ở phần bụng dưới. Tất nhiên, đó không phải là một cái bóng đèn gắn vào cơ thể đom đóm. Vậy, rốt cuộc cơ quan phát sáng hoạt động như thế nào? Phần bụng dưới của đom đóm có các lớp tế bào phản xạ ánh sáng và một lớp tế bào phát sáng. Trong tế bào phát sáng có chất luciferin. Chất này kết hợp với oxy sẽ giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng. Nhờ thế mà đom đóm tỏa ra ánh sáng. Vậy đom đóm phát sáng để làm gì? Đom đóm sử dụng ánh sáng làm tín hiệu báo cho đồng loại biết vị trí của chúng. Con đực và con cái cũng dùng tín hiệu ánh sáng này để giao tiếp và bày tỏ tình cảm với nhau. Nhìn kỹ ánh sáng của đom đóm, ta có thể phân biệt được đâu là con đực, đâu là con cái. Trong đêm đen, con đực thường phát sáng và bay vòng vòng xung quanh để tìm con cái. Còn con cái đậu trên ngọn cỏ, phát ra ánh sáng yếu, chờ con đực tiếp cận. Khi bay đến gần con đực sẽ phát ra ánh sáng mạnh hơn để truyền tín hiệu rõ nét hơn. Sau đó, chúng kết thành đôi, con cái đẻ trứng ở những nơi ẩm ướt. Ở một số loài đom đóm, trứng của chúng phát quang, ấu trùng của chúng cũng phát quang, và chúng sẽ phát sáng mạnh mẽ nhất khi ở giai đoạn trưởng thành.